Xin chào các bạn, lại là tôi đây các bạn ơi. Hôm nay tôi ở nhà các bạn. Hôm nay tôi đi tắm suối ngay chỗ ở trên rừng nha các bạn ơi. Thì hôm nay tôi rảnh, tôi sẽ quay cho các bạn chỗ mà người ta hay đi chơi, mà chỗ suối chỗ quê tôi rất là đẹp các bạn à. Xin mời các bạn theo chân tôi nha. Tình xong với Tình. Ok. Đi lên xe. Nhanh lên. Đi lấy dép hả? Dép xe nằm chưa vậy? Vậy bốn người lên luôn hả? Hả? Cái xe. Tàn ra bốn người lên luôn, lên nổi không á? Có cái xe nào không mượn cái luôn đi. Rồi, đây là để lên luôn. Nắng quá các bạn ơi, suối rừng bây giờ cũng cạn khô luôn rồi. Lên tuốt bên trên mấy cái suối. Ở đây rất là yên tĩnh các bạn. Các bạn nghe những tiếng chim không? Cái đây là nguồn nước sạch các bạn. Các bạn nghe tiếng như nguồn không? Tình Tình là đi quay cho các bạn nghe tiếng suối nè. À, cái này mát quá. Nước rất là ít các bạn à. À, người ta lấy nước sạch từ bên nguồn cho ở bên phía bên trên các bạn, rồi đưa về cho các làng rồi để người ta dùng các bạn. Ở đây có những đầm bướm nhiều dữ mày. Các bạn biết không, ở đây rất là yên tĩnh, không nghe một tiếng gì luôn, chỉ nghe tiếng suối, tiếng chim không à. Và đặc biệt ở đây rất là nhiều bướm các bạn à. À trời, các bạn ơi, bạn thấy nó bay lả tả không? Đấy, đây, con bướm đấy. Sao nhìn con bướm vàng, mà con bướm vàng nó trung trung không mà không có to lắm. Ủa, nó bay nhiều, nó bay lả tả không à. Một màu không à các bạn à. Rồi, bây giờ tôi đi tắm nha các bạn, đi tắm thôi. Cái vách đá này tụi tôi hay nhảy lên các bạn ơi. Đấy không? Ở đây là rất là quang đãng và rất là thoải mái, yên tĩnh. Ví dụ các bạn mà có bạn bè, người thân gì bồ bịch gì đó các bạn, đi đến một nơi nào đó. Gì vậy? Có phải không mày? Vách đá rất là nhiều các bạn à. Ha!
ở đây nước rất là sạch các bạn ơi. Được đấy, mình tắm ở đây đi mới đôi. Trời ơi, ở đây nước sạch lắm. Ok, tắm luôn đi. Woo. Thank you.
Rồi các bạn ơi, chúng tôi đã tắm xong các bạn ơi. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của tôi và đã luôn ủng hộ đăng ký kênh của tôi. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Xin chào.